Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bảo Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Bellingham muốn tới MU, cú sốc Mbappe. MU bán Matian mua máy chạy Dembele. Chính thức định đoạt tương lai Bisaka và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Bellingham muốn tới MU, cú sốc M3B Mùa giải năm nay, giúp Bellingham thi đấu cực hay trong màu áo Dortmund, Eric Ten Hag và các tuyển trạch viên của MU đánh giá cao Bellingham. Ông thầy người Hà Lan rất muốn được làm việc với cầu thủ 19 tuổi. Defensa Central tiết lộ Bellingham sẽ không từ chối MU ở hè 2023. Đội chủ sân Old Trafford đang chơi tốt dưới bàn tay Eric Ten Hag. Điều này cũng thuyết phục được Bellingham với viễn cảnh trở thành mắt xích chính giúp MU trở lại đỉnh cao. MU cũng sẵn sàng đáp ứng cho Bellingham mức lương tối thiểu 200.000 bảng trên tuần cao hơn rất nhiều với những gì anh đang nhận được ở đội bóng nước Đức. Đốc Môn đặt mục tiêu thu về tổng cộng 150 triệu euro từ thương vụ này, bao gồm cả số tiền cố định và khoản bổ sung. MU đang tiến gần đến việc đổi chủ và nhóm nhà đầu tư đến từ Qatar rất muốn sở hữu 100% câu lạc bộ MU. Nếu thương vụ thành công, họ sẽ cấp tiền để Eric Ten đưa Bellingham về MU. Theo quan điểm đến từ Rio Ferdinand, MU và Liverpool thực sự đang đi theo hai hướng trái ngược vào lúc này. Vì vậy, anh khẳng định, những ngôi sao hàng đầu như Jude Bellingham hay Dejan hiện tại sẽ dễ dàng quyết định chuyển đến Old Trafford. Ngoài ra, theo báo chí Pháp, PSG có thể bán Kylian Mbappe trong hè này nếu không muốn mất trắng. Hiện tại, tiền đạo người Pháp còn 4 tháng để đưa ra quyết định gia hạn hợp đồng hoặc chia tay PSG dưới dạng tự do trong hè 2024. Theo tờ Watt, trong trường hợp từ chối ký mới giao kèo, Mbappe có thể rời sân công viên các hoàng tử theo dạng miễn phí vào hè năm sau vô phá lưới World Cup 2022 có thể cân nhắc ra đi trong bối cảnh thành tích của PSG không được như kỳ vọng ở đấu trường C1 và MU là điểm đến hoàn toàn lý tưởng cho siêu sao người Pháp. Ký hợp đồng với Radford bây giờ là ưu tiên số 1. Hợp đồng của Radford sẽ đáo hạn vào mùa hè 2024 và Eric Ten Hag rất muốn đội bóng giữ chân Radford. Cầu thủ đã có được 28 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Ten Hag lên tiếng Dĩ nhiên hợp đồng mới cho Radford là một ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi đang làm việc nỗ lực ở hậu trường. Dĩ nhiên là chúng tôi muốn giữ cậu ấy. Tôi nghĩ đội bóng đang đạt phong độ tốt và Radford cũng vậy. Chúng tôi vui mừng với màn trình diễn của cậu ấy. Radford đang đạt phong độ tốt, bạn có thể giữ được phong độ như vậy nếu như đầu tư đúng đắn. Bạn phải coi mỗi trận đấu là một trận đấu hoàn toàn mới. Và ở thời điểm này chúng ta biết rằng Radford sẽ ghi bàn khi vào vị trí thích hợp. Niềm vui mang lại cho cậu ấy năng lượng và tâm trạng tích cực khi đó bàn thắng sẽ đến và cậu ấy có kỹ thuật tốt để ghi bàn. Tôi không biết một chút cậu ấy có hạnh phúc không, và ngày đầu tiên gặp cậu ấy tôi đã nói, tôi muốn thấy cậu cười, như vậy là sẽ ổn. Bây giờ chúng ta thường xuyên thấy niềm vui của Radford, cậu ấy đạt phong độ tốt và toàn bộ phòng thay đổi cũng vậy, tôi nghĩ điều này rất tốt. Ten Hag định đoạt tương lai Hoan Bisaka Eric Ten Hag đã thông báo với Hoan Bisaka là cầu thủ này có thể tự do rời MU vào cuối mùa, Thông điệp của huấn luyện viên người Hà Lan rất rõ rằng, ông không định sử dụng Wan Visaka mùa tới và hậu vệ phải này không có tương lai của MU. Hiện chưa có đội nào thực sự muốn mua Wan Visaka nhưng MU cũng có thể cân nhắc cho mượn anh để thay thế Wan bissaka MU đang theo đuổi hậu vệ phải người Hà Lan Jeremy Philpot. Ten Hag có xu hướng sử dụng các cầu thủ đồng hương từ khi dẫn dắt MU. Theo tiết lộ của tờ Bill, 44,3 triệu bảng là mức phí chuyển nhượng Liverpool áp đặt đối với Philpot. Vim gây ấn tượng mạnh nhờ tốc độ tuyệt vời cùng khả năng leo biên tấn công và hỗ trợ tấn công tốt. Đó là những phẩm chất ông Eric Ten Hag ưa thích và cũng vì thế ông đã đưa phim vào tầm ngắm. Hậu vệ người Hà Lan đã ghi 8 bàn thắng và có chiến kiến tạo cho Liverpool ở các giải kể từ đầu mùa. Đó là thông số rất ấn tượng. Marcel Sabitzer muốn ở lại MU. Theo báo Anh, tiền vệ 29 tuổi người Áo Marcel Sabitzer muốn ở lại MU. Sabitzer đang chơi cho MU dưới dạng cho mượn từ Bayern Munich. Anh thích ứng khá tốt với chiến thuật của Eric Ten Hag và có thể chơi ở nhiều vị trí. Ten Hag có kế hoạch tăng cường lực lượng cho tuyến giữa của MU và khả năng mua đứt Sabitzer đã được ông tính tới. Trong hợp đồng giữa MU với Bayern không có điều khoản mua đứt nhưng Sabitzer muốn ở lại MU dài hạn và MU có thể sẽ mở màn đàm phán với Bayern Munich trong thời gian tới để mua Sabitzer. Bayern sẵn sàng bán tiền vệ này với giá 25,30 triệu bảng. MU bán Matian quyết mua máy chạy Dembele. Anthony Martial thường xuyên dính chấn thương ở mùa giải năm nay, dù đã có 7 bàn ở mùa giải 2022, 2023, nhưng MU sẵn sàng đẩy đi cầu thủ người Pháp ở hè 2023. Juventus được cho là rất muốn ký hợp đồng với chân sút MU ở chuyển nhượng vào mùa hè năm nay. Đội bóng thành Turin đánh giá cao Martial là sự thay thế cho Vlahovic, người nhiều khả năng rời đi vào cuối mùa. Hợp đồng giữa Martial và MU còn thời hạn đến hè 2024. Quỷ đỏ có thể thu về khoảng 30 đến 35 triệu bảng từ cầu thủ sinh năm 1995. Để cựu xa Monaco ra đi, MU sẽ nỗ lực đưa về Almane Dembele, người đang khoác áo Bắc Sa. Theo tờ Sport, các cuộc đàm phán hợp đồng mới giữa Bắc gia và Dembele đã bị đình trệ do đội bóng xứ Catalan không thể cam kết đưa ra mức lương cao hơn cho cầu thủ này. Thậm chí có tin đồn cho rằng người đại diện của Dembele đang tìm biến đỗ mới cho thân chủ của mình. Dembele có khả năng ghi bàn và kiến tạo đều tốt, anh sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Man đỏ, MU sẽ dùng số tiền bán Matian để đưa về Dembele. PSG muốn chiêu mộ Harry Maguire. Theo nguồn tin từ trang The Sun, PSG đang muốn quay lại với thương vụ Harry Maguire của MU. Khi chuyển nhượng mùa đông vừa qua, đại diện nước Pháp đã từng đưa ra lời đề nghị trị giá 40 triệu bảng nhưng họ đã không kịp đáp ứng các thủ tục giấy tờ đúng thời hạn để có được sự phục vụ của cựu trung vệ Leicester. Giờ đây, PSG đã trở lại và rất quyết tâm chiêu mộ Harry Maguire. Về phần thủ quân của MU, anh hiện chỉ đóng vai trò dự phòng trong kế hoạch của Ten Hag và rời sân Old Trafford có thể là lựa chọn hợp lý để giúp cho ngôi sao sinh năm 1993 cứu vãn sự nghiệp. Ten Hag yêu cầu xếp lớn MU mua thêm 3 tân binh. Theo tiết lộ từ Peter O'Rourke, Eric Ten Hag muốn chiêu mộ thêm 3 tân binh trong phiên chợ hè, nhưng trước hết thì ông cần phải tìm cách nâng cao ngân sách chuyển nhượng của MU trao đổi với Football Insider, kỹ giả người Anh cho biết sau thành công tại Carabao Cup, MU đã chuyển sự chú ý của mình sang kỳ chuyển nhượng mùa hè. Erik Ten Hag đã nói với ban lãnh đạo rằng ông ấy muốn có thêm ba tân binh để giúp duy trì động lực tích cực đã được xây dựng trong mùa giải này. Tuy nhiên, ngân sách tại Old có vẻ đang eo hẹp và chiến lược gia người Hà Lan đã được thông báo ông ấy sẽ phải bán đi các cầu thủ để nâng cao ngân sách chi tiêu trong mùa hè của mình. Tôi hiểu rằng những hạn chế về ngân sách của MU có liên quan đến luật công bằng tài chính. Với việc câu lạc bộ đã ký kết những bản hợp đồng đắt giá với các cầu thủ như Anthony, Casimiro và Lisandro Martinez vào mùa hè năm ngoái. Mỹ có quỹ lương cao nhất từng thấy ở ngoài hạng Anh vào mùa hè 2021-2022 và nó đã tác động đáng kể đến việc câu lạc bộ có ít khả năng chi tiêu mạnh mẽ trao kỳ chuyển nhượng sắp tới. Tất nhiên, nếu MU được đổi chủ trước kỳ chuyển nhượng mùa hè, Ten Hag sẽ không cần phải bận tâm đến nhiệm vụ thanh lý cầu thủ. De tiến sát thỏa thuận gia hạn với MU. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, thủ môn De Gea đã tiến gần tới thỏa thuận gia hạn cùng với MU. Hiện tại hợp đồng giữa Anh cùng với câu lạc bộ chỉ còn thời hạn tới tháng 6 2024. Được biết, khi cam kết tương lai, De Gea sẽ ký vào thỏa thuận mới có thời hạn tới năm 2026 sau mức lương mà anh đang nhận giảm đi so với mức lương hiện tại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.